cụ thể thông tin từ ủy ban nhân dân phường quán toan quận hồng bàng hải phòng cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng ném bom tự chế vào tiệm vàng sau gần một tháng người này lẫn trốn Đối tượng Phạm Anh Vũ sinh năm 1994, trú tại đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, bất ngờ ném mìn tự chế vào tiệm vàng Đức Đề khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 3. Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ vào tối ngày 14 tháng 4 khi đang di chuyển trên địa bàn quận Lê Trân. Vụ nổ lớn làm vỡ tủ kính trưng bày bên trong tiệm vàng, không có thương vong về người. Trước đó, trong quá trình bỏ trốn, đối tượng tiếp tục làm nổ quả mìn thứ hai để đánh lại những người dân xung quanh đang truy đuổi. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ đã có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên lên mạng xã hội xem những clip tự chế tạo bom mình.